Rồi, bạn nào có mặt rồi thì I call your name, you say yes. Đấy. Gia Hưng. Gia Hưng. She's late. Trúc Giang. Yes. Okay. Gia Bảo. Yes. Thanh Hoài. Yes. Thanh An. Thanh An. Thầy không nghe được Thanh An nha. Cái mic của Thanh An hình như là bị vấn đề em nha. Em tự rút ra và cắm lại coi em có xài mic không? À, Thanh An hình như xài mic của laptop đúng không? À, Thanh An, em đi mượn cái tai nghe của bố hoặc mẹ hoặc của ai đấy và em cắm vào nha, chứ em sử dụng cái mic của laptop mặc định thì nó có thể nó không nghe được nha. Em cắm vào giùm thầy. Ok. Bảo Linh. Yes. Where are you? Raise your hand. Ok. I see you. Mai Linh. Cái hình quả bóng này là ai nhỉ? Mai Linh. No no. Thanh An. Thanh An thử nói gì đi, thầy có thể nghe không? No, I can't hear you. Thanh An có nghe thầy nói không? Em chat vào chat box của thầy là em có nghe thầy nói hay không? Em chat vào có nghe thầy nói hay không? Rồi bây giờ thầy kiểm tra tín hiệu được có bạn Trúc Giang nè, Gia Bảo nè, Thanh Hoài nè, Bảo Linh nè. Còn cái hình quả bóng là ai vậy nhỉ? Là hình quả bóng là Mai Linh đúng không? Dạ. Hello. Dạ con mát rồi thầy. Mạnh. À Mạnh là hôm trước có học không Mạnh? Là hôm trước em nghỉ đúng không? Dạ hôm trước không có. Hôm trước không có đúng không? Dạ. Ok. Rồi Mạnh. Rồi ok Mạnh. Rồi Gia Hân hình như không có đúng không nhỉ? Rồi mình bắt đầu bài học nha. Rồi Thanh An được chưa nha em? Em có nghe được thầy nói không? Có nghe. Gật đầu hoặc lắc đầu cho thầy coi. Có nghe. Có đúng không? Yes. Nhưng mà không nói được đúng không? Ok. Rồi khi mà em cắm cái mic vô thì cái laptop nó sẽ hiển thị là headphone hoặc là earphone hoặc là speaker gì đó. Em chọn một cái phần là headphone. Đừng có chọn những phần speaker. Được chưa? Đây. Mình sẽ... À, em không xài laptop à? Em đang sử dụng cái gì nhỉ? Smartphone đúng không? À, ok. Rồi, em có thể là Thanh An dự thính nha. Và em cứ điều chỉnh cái mic của em nhìn thầy. Cứ mỗi lần đến khi mà thầy gọi á mà em nói không được thì em hoặc là ngồi yes no hoặc là thầy mời bạn khác nha. Em cứ thử đi nha, thử cái mic điều chỉnh giúp thầy. Ok. Rồi để không mất thời gian của các bạn nữa. Rồi, let's start. Thầy sẽ share màn hình nha. Mình sẽ tiếp tục. Rồi ok. Hôm trước là thầy dẫn các bạn làm bài tập exercise here. Ok. And now we do it. Read and match.
Rồi. Hôm trước mình học là câu điều kiện loại 2 đúng không? Thầy nhớ là chief và professor. Đúng chưa? Chief and professor, they wish something could happen in the present because it cannot happen in the future or now. Right. If I won the art competition, rồi D, I'll get a big prize. I get a big prize. All right. Would you be scared? Rồi. Trúc Giang, would you be scared? Trúc Giang. Would you be scared? Trúc Giang mở mic lên, mở mic lên, mở mic lên nói. Hồi nãy giờ không mở mic mà Không nói. sao. Ok. Không sao. Would you be scared? Thì cái đọc với này nè, em sẽ đọc với phải nha. Would you be scared? If you went cái này không Paragliding. biết đọc. Paragliding. Hai hai đi. Paragliding là nhảy dù mà tự do luôn ha. Paragliding. Okay. Three. Dylan would be a good basketball player. Gia Bảo. If he practice more often. Yeah, if he practice more often. Yes, okay, good. We've learned Portuguese. Portuguese là tiếng gì nhỉ? Okay, Thanh Hoài. Thanh Hoài. We've learned Portuguese. Portuguese là tiếng gì nhỉ? Tao không biết thầy ơi. Bạn có biết cái quốc Bồ gia Đào này? Nha thầy. Bạn có biết cái quốc gia này không? Bồ Đào Nha đúng thầy. Yes, Portugal, có biết? Không, tao biết. CR7, you know it? No. Cristiano No. Ronaldo. Rồi Bồ Đào Nha nha, vậy thì đây là tiếng Portuguese, tiếng Bồ Đào Nha, được chưa? Rồi, we've learned Portuguese. If we move If we moved to Brazil, okay, right, good. Bảo Linh. Yes. I'll call Patrick. If I have a number, if I have his number. Rồi, nhưng thật ra bây giờ em có số nãy không? No. No, yeah, you don't have his number now, so you wish I'll call Patrick if I had his number. Yes, all right. One again, Bảo Linh Mạnh. Rồi hay làm mẫu số 1 nha. If Darren had lost a house by the beach, by đây nghĩa là gì nha? Là gần nha, near the beach nha. Rồi, two. If he thầy mời bạn Mạnh. If he like Cái câu mình đề if là em sẽ chia dạng quá khứ đơn, được chưa? If he if he if like if he leave leave được chưa? If Lee. he leave thêm chữ đi của nhà. If he leave by the beach, he goes swimming every day, được chưa? Rồi thầy mời Thanh Thanh An bài thứ này nè. Thanh An có nghe được thầy nói không? Thanh An rồi, listen, can you listen to me? But I can't listen to you. Poor me. Oh my god, poor me.
Rồi bây giờ làm cách nào để thầy thấy được đáp án của Thanh An đây nhỉ? How can say something, please say something. No, I can't listen. I can't listen to you, so sorry about that. Rồi bây giờ sao nhỉ? Thầy sẽ có hỏi, thầy sẽ tìm hỏi câu hỏi yes no nha. Rồi trên thằng là Thanh An cứ gỡ mic đi. Được chưa? Gỡ cái micro thử coi. Hôm trước thầy có lúc thầy nghe em được nè, là lúc đó em có xài cái gì phone không nhỉ? Rồi em thử gỡ xem nào. Hình như thầy vừa nghe âm thanh của bạn nào ấy. Thanh An đúng không? Hello. Oh my god, I don't know why, so sorry about that. Rồi, cứ tới turn thì thầy sẽ gọi Thanh An nha. Nếu mà respond được em cứ trả lời thầy nghe nha. Còn không biết được thì sẽ mời bạn khác, được chưa? So sorry about this inconvenience. Rồi, máy Linh có vào chưa nhỉ? Hình như là vắng đúng không? Rồi, Trúc Giang again. Yeah. If I have his own plan. If he had his own plan. He travel to interesting places. Rồi, his own plan nó nghĩa là gì nhỉ? Là cái máy bay riêng của anh ấy. À, có máy bay riêng của anh ấy sở hữu một máy bay riêng ha, này anh ấy sẽ go to interesting places. Okay, good. Rồi, four. Dạ Bảo. If she went to the moon. Sorry. The moon ở đâu vậy nhỉ? À, sorry. If she had a no, lot of... Four. Number four. If he been... No. If he was a famous actor, he's... lot of people. Rồi, mình chú ý nha. Ở cái câu điều kiện loại 2 này á thì bất kỳ chủ từ nào mình cũng dùng với từ là mình cũng đúng dùng to be là were chứ không phải là was nha. Were. Được chưa? Were. Mình dùng chỗ này nha. Were. Mình không dùng là was nha. Cho bất kỳ chủ từ luôn, được chưa? Ví dụ là if he were, if she were, được chưa? If he were you, he wouldn't do so. Rồi nếu anh ấy là bạn, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu, được chưa? If he were you, hoặc là If I were you, I would wait there. Rồi. If I were you, I would wait there. Đúng chưa? Thì mỗi chủ từ mình đều dùng là were cho câu điều kiện loại 2, được chưa? Nốt lại nha, các bạn nhớ nốt lại nha. Hôm nay các bạn có đầy đủ tập sách không nhỉ? Dạ, show me your notebook please. À, có biết không nhỉ? Đó, ok, that's great. Thì qua lại nè, đây. Were cho tất cả các chủ từ ở câu điều kiện loại 2. Ok, remember. Đúng chưa? Nha, nhớ nha. If he were you, he wouldn't do so. Có nghĩa là nếu anh ấy là bạn thì anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Còn là if I were you, I would wait there.
nghĩa là nếu tôi là bạn tôi sẽ chờ đó thì nữa ha. Rồi, đi vào nha, not here. Ok, tiếp tục. Vậy thì làm lại câu đó cho thầy nha, Gia Bảo. Four. If he were a famous actor, he'd meet lot of people. Okay, that's great. Rồi, five. If Tess Thanh Hoài. Dạ hai. Number five. If Tess. If Tess played the guitar, she would join a band. If Tess played the guitar, she join a band. Okay. Six. Thanh An. Thầy phải nhìn Thanh An có nói gì không? Thanh An nói thử coi. Thầy nhìn khẩu miệng, nếu mà lên tiếng thì ok. Không lên tiếng thì skip luôn nha. No. So sorry. No, I can't listen to you. I can't hear anything. I skip you. So sorry about that. The next one. Thanh An có thể nhập cái đáp án của mình vô cũng được nha. Em có thể nhập đáp án của mình vào trong cái màn hình luôn cũng được. Ok. Rồi, thầy quay lại nha. Đây là if she. Rồi, nhập cái đáp án của mình vào đó nha. If she gì đó. A band, she in lots of CDs. Joined one. Rồi, một đáp án chính xác. Và cái vế thứ hai là sao nhỉ? Còn vế thứ hai nữa. Vế thứ hai là cái gì đó. In lots of cities. I'm waiting for her. Rồi, cái vế thứ hai của anh bên này, em show cho thầy coi nè. Where are you? I see that Trúc Giang is coughing. She's sleepy. Rồi, Thanh An đó rồi. Nhập cái đáp án của em vào chat box thầy. She play. Okay. That's good. Thank you. Rồi, 7. Bảo Linh. Number 7. If she has a lot of money, she buy a spaceship. Spaceship là gì nhỉ? Tàu vũ trụ. Cái phi thuyền đó. Yeah. If she has a lot of money, she buy a spaceship. Good. Rồi, ai mới nhập gì đây nhỉ? Ok. Rồi, number 8. Mạnh. Hello Mạnh. Mạnh đó rồi nha. Hello Mạnh. Dạ hai. Ok, number 8 is for you. If she went rồi, em đọc to the moon. If she went to the moon. She took photo of the earth. She would take được chưa? Phần em viết tắt là she take. She would take. Yeah. She would take photos of the earth. Rồi, ok. Rồi, mình còn bài cuối nè. Thông tin về mình nha. Rồi, làm quyết liệt nha. Trúc Giang. If I could go anywhere in the world, I'll travel to.
I travel to Australia. Australia. Australia chứ không phải là Australia nha, Australia. Australia. Yeah. Rồi, okay. Thank you. If good travel anywhere on earth. The word right, travel to Australia. Two. Gia Bảo. If I had lots of money, I'd buy these three things. Mình sẽ mua ba món cái gì nhỉ? A house, a pool and a car. A house, a pool. Sorry? Swimming pool. Ah, swimming pool. And a car. Car. A yeah. Car. Rồi, ok. Cái swimming pool thì mình sẽ buy, mình sẽ build nó nha, chứ không có buy nha. Rồi chứ. Alright. Three. Thanh Hoài. If I learned a new sport, I've learned... If I learn a new sport, I learn badminton. Badminton. And now you are not playing badminton. Yeah. Okay. Thank you. Thanh An nhập cái câu của em vào giùm thầy em nha. Thanh An nha. Rồi. Thanh An có số 4 nha. Rồi, có số 5. Sau đó thì sẽ quay lại với Thanh An nha. Bảo Linh. Number 5. If I could live in a different country, I live in USA. You live in the US or live in USA, alright. If I could live in a different country, I'd live in Cambodia, for example. Rồi, cái câu của Thanh An ở đây đúng không? Để xem nha. Where is it? Đâu rồi? Câu của Thanh An đâu rồi? Thanh An nhập số 4 cho thầy đi em. Em nhập số 4 cho thầy nè, câu số 4 này. If I could meet someone famous, I'll choose ví dụ như là MTP hay gì đấy chẳng hạn, đúng chứ? Right, for example. Rồi, ai mới tham gia vào lớp mình nhỉ? Rồi, ai mới tham gia vào lớp này là mở say hello chứ với người giùm thầy nhé. Who else is in class? Hello. Okay. Gia Hân mới vào đúng không? Hello Gia Hân. À, Dương Thanh An nói là em đã gửi rồi đúng không? Where is it? I don't see it. Rồi, ok, mình xong phần bài tập cũ nha. Bây giờ mình học phần bài mới cho thầy. Alright. Now, open your book please. Starter, oh no. There's something new here. Rồi, hôm trước mình học rồi phút xài trước này nha. Giờ học cái này. Interpret. Rồi, hôm nay mình học về reading nha. Reading. Reading. Now, look at the article. Choose the correct title. Được chưa? Look at the article. Choose the correct title. Rồi, nhìn vào cái bài này ha. Mình chọn một cái... tiêu đề cho cái bài là gì nhỉ? Working with animals, the life of a free diver, or the dangers of the ocean. Được chưa? Working with animals là việc với những con động vật. The life of a free diver, một người thợ lặn tự do ha. The dangers of the ocean, sự nguy hiểm của đại dương. Rồi, listen and read. Rồi, mình sẽ có một số chữ được underline dưới đây. Được chưa? Và thầy sẽ hỏi những cái nghĩa như thế này về cho mọi người nha. Rồi. Listen now. Một cái lỗ nó bỏ.
Rồi, thầy sẽ cho các bạn nghe nha. Thầy sẽ tắt cái mic của thầy, được chưa? Cố gắng nghe nha. Thầy sẽ cho nghe 1 đến 2 lần nha. Rồi. Thầy sẽ cho nghe 2 lần, được chưa? Để tránh trường hợp các bạn không nghe rõ. Và sau đó mình sẽ phân tích sau cái bài này nha. Rồi, các bạn nhìn vào sách của mình. Alright. Listening 19. Listen and read. William Troubridge was born in the UK, but when he was 18 months old, his family sold their house and bought a boat. They went on a long trip, finally arriving in New Zealand. Spent a lot of time in the water, swimming and snorkeling. He was also very good at diving deep down into the ocean, and by the age of 8, it was obvious there was a sport he could do. The sport was called free diving. Thousands of years ago, people dived deep into the oceans to catch fish and to look for pearls, but they didn't have any diving equipment to help them breathe. Today, this kind of diving has become a popular sport. People dive as deep as possible with no breathing equipment. They stay under the water for as long as they can and try to break world records. They train hard, but the freedom they feel when they're free diving makes it worth all the hard work. Although William was very talented at free diving, he didn't begin serious training until 2003. Then he went to Italy with the Italian Apnea Academy. In 2007, William broke his first world record when he dived 81 meters down into the ocean. Then, in 2010, at Dean's Blue Hole in the Bahamas, he swam down 100 meters and then back up to the surface. It took him 4 minutes and 10 seconds. It was the deepest known dive without equipment that a human had ever done. Today, William spends most of his time in the Bahamas, where he trains and teaches free diving at Dean's Blue Hole. He is also interested in looking after the environment and protecting wildlife. He has worked hard to tell the world about Hector's dolphin, which is seriously endangered. William also feels strongly about the number of plastic bottles floating in the oceans. He wants people to look after our ocean better. Dạy. Anh làm không? Đang học. Thầy mới nghe tiếng ai nói vậy ta? Thì như là Thanh Hoài đúng không? À ha. À hả? Rồi bây giờ ha, mình sẽ phân tích những cái từ mới trước đã, được chưa? William Troubridge was born in the UK when he was 18 months old. His family sold their house and bought a boat. Long trip, finally arriving in New Zealand when William was 5 years old. During those days, William spent a lot of time in the water, swimming, snorkeling. Snorkeling là gì nhỉ? Snuggling giá hứng là bơi cái dụng cụ. This is đi lặn. This is snuggling. Snuggling. À, từ. Rồi, snuggling là một loại này, một loại hình, được chưa? Một loại hình lặn có bình dưỡng khí, có thiết bị hỗ trợ thở dưới nước, được chưa? Hoặc là lặn có ống thở. Snorkeling, được chưa? Is that okay, Gia Hân? Yeah. Is that okay? Snorkeling. Yeah. Okay, you got that. And how about diving? Diving là gì nhỉ? Lặn. Okay, đơn giản là lặn ha. Diving. Hoặc là mình có cái môn là cái này là diving, sea diving ha. Mình có một cái môn là sky diving nữa.
Thấy chưa? Skydiving là gì nhỉ? Nhảy dù. Skydiving chứ? Maybe. Skydiving. Skydiving là nhảy dù, đúng rồi, nhảy từ máy bay xuống. Là nhảy lao đầu xuống từ trên không, lao đầu xuống đất là skydiving. Mà nhảy có thiết bị nhưng mà có dù nha. Chứ đây em đừng có lên chỗ nào cao, em skydiving xuống nha. Được chưa? Được chưa? Đừng các bạn nào thử skydiving mà không có thiết bị nha. Ok, Hoài. Thầy ơi. Dạ? Thầy cho thầy cho con dừng lại một tí rồi được thầy? Là Thanh Hoài ốp xíu rồi quay lại đúng không? Dạ. Ok, vậy thì em tắt mic, và để yên như vậy nha. Khi nào em quay lại thì em vào nha. Bật lên. Ok. Rồi, em bận cứ ra ngoài khoảng khi nào em quay lại thì hello class được chưa? Rồi. Snorkeling, diving, purse là gì nhỉ? Purse, gia bảo. What does it mean purse here? Yeah, là ngọc trai. À, giờ bảo có nghe tới Vinpearl chưa? Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Đà Nẵng hay gì đó, Vinpearl. Được chưa? Vinpearl là khu du lịch, đúng chưa? Rồi, Vinpearl ở đây là hòn ngọc trai ha. Rồi, pearls. Look for pearls là tìm kiếm viên ngọc trai. Rồi, they didn't have any diving equipment. Equipment. Thanh Hoa, Thanh Hoa is out. She's out. Rồi, Thanh An. Equipment là gì nhỉ? Equipment. Equipment. Rồi thì khi mà Thanh Rồi, equipment là trang thiết bị nha. Thanh An. Thanh An nói với mình phải nha. Equipment là trang thiết bị, được chưa? Rồi, tiếp tục. Equipment, the breathe. Breathe ở đây là gì nhỉ? Bảo Linh. Breathe. Dạ, thở. Thở, đúng rồi, breathe. Vậy thì breathless là gì nhỉ? Breathless là không biết không thở được, chưa? Breathless. Ok. Rồi, possible as deep as possible with no breathing equipment. Stay under the water for long as train. Rồi, the word records là gì nhỉ? Word records mắn. Hả? Word records. Word records là gì nhỉ? Như là kiểu như kỷ lục thế giới rồi. Yeah, world record là kỷ lục thế giới nha. Có cái chữ là break, tức là world record là phá kỷ lục thế giới. Được chưa? Ok, I see you Thanh Hoài. I see you. Rồi, Thanh Hoài. Freedom là gì nhỉ? Dạ, thưa thầy. Freedom là cái cảm giác của người đi lặn. Em là vậy. Rồi, freedom là cái sự tự do ha. Freedom là cái sự tự do, cảm giác tự do, được chưa? Free là ở đây là rảnh rỗi, miễn phí, được chưa? Freely là một cách tự do, còn freedom là sự tự do hoặc là cảm giác tự do. Đây danh từ ha. Rồi, ở đây free là adjective. Rồi, freely là adverb, được chưa? Còn freedom ở đây là noun, chưa? Ghi chú lại nha, free ở đây là rảnh rỗi, là miễn
một cách tự nhiên, một cách tự do. Freedom là sự tự do hoặc là cảm giác tự do, được chưa? Rồi nó lại come back here. Đâu rồi nhỉ? Rồi, ok. Freedom feel free diving makes it worth all the hard work. Rồi, makes it worth ở đây là nó xứng đáng, làm cho cái gì xứng đáng, được chưa? Makes it worth là khiến cái gì đó xứng đáng, được chưa? Makes it worth. Rồi. Although William was very talented. À, có các bạn nào chưa tắt mic đúng không nhỉ? Hình như có bạn nào chưa tắt mic thì nghe hơi ồn đó, các bạn giọng lại. Hình như là bạn Mạnh thì phải. Hình như Mạnh chưa tắt mic đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi, quay lại. Although William was very talented. Talented là gì nhỉ? Gia hứng. Talented. Đây là tài năng. Ok. Vietnam's got talent. Yes, you know. America's got talent. Yes. UK's got talent. Yeah. Đó là những chương trình tìm cái tài năng ha. Rồi, talented đó là tính từ ha. Tài năng. Tính tài năng. Rồi. At free diving, he didn't begin serious training. Serious training là đào tạo cách nghiêm túc, hoặc là chuyên sâu ha. Serious training. Right. The first record when dived the ocean back here. Okay, environment. Environment, what does it mean, Trúc Giang? Environment. Dạ, environment là môi trường. À, môi trường, okay. Wildlife. Wildlife là hoang dã. À, đời sống hoang dã ha. Ok. Wildlife là đời sống hoang dã. Rồi. Seriously endangered là gì vậy? Seriously endangered là gì? Seriously endangered là gặp nguy hiểm, bị gặp nguy hiểm một cách hết sức là nghiêm trọng nha. In danger, seriously in danger, gặp nguy hiểm hết sức là nghiêm trọng, đang mức là bị đe dọa đến tính mạng ha. Rồi, seriously in danger, bị đe dọa đến tính mạng hết sức nghiêm trọng. Rồi, các bạn note lên thầy nha. Rồi, ok, Gia Bảo. Yeah. Plastic bottles floating in the oceans là gì nhỉ? Là những cái chai bằng nhựa nổi trên mặt biển. Dạ, yeah, những chai nhựa nổi trên mặt biển ha. Rồi. Look after ở đây là gì nhỉ? Look after ở đây là gì nhỉ? Gia Bảo. Nhìn. Look after là chăm sóc ha, săn sóc. Chăm sóc, săn sóc hoặc quan tâm đến cái gì đó, look after. Được chưa? Rồi, ok, mình phân tích cho câu hỏi nha. Read again and write true or false. Rồi, William Tribridge lived in the UK and New Zealand. Rồi, cái này là được chưa? Rồi, mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 5 left. Còn 5 câu nữa. Rồi, he spent his first 5 years on a boat. He spent his first 5 years on a boat. Anh ấy đã dành 5 năm đầu của mình trên một con thuyền. Đúng không nhỉ? Rồi, true or false. Rồi, cái cách này là mình nhìn như thế nào để mình định vị được cái câu hỏi nó nằm ở đâu nhỉ? Rồi, he spent his first 5 years. Rồi, mình tìm chữ là his first 5 years. Rồi, dữ liệu nó nằm ở đâu nhỉ? His first 5 years. Rồi, were 5 years old. Rồi, his first 5 years rồi nhỉ? Mình tìm cho nó nha. Đây. Rồi,
Rồi. He disliked the water. Was young. Rồi, anh ấy không thích nước khi mà anh ấy còn trẻ. Rồi, like hoặc dislike nằm chỗ nào nhỉ? Nhìn chỗ này. He was also very good at diving deep down into the ocean and by the age of 8. À, chỗ này. Vậy thì anh ấy có ghét nước không nhỉ? À, chỗ này nha. Rồi. Free divers dive without breathing equipment. Rồi, free divers. Mình tìm chỗ rồi. Free divers. Những người lặn tự do thì họ có lặn mà không có những thiết bị trang bị không nhỉ? Rồi, free diver đó rồi. Mình tìm chỗ là free diving. Thì free diver nằm ở đây. Chưa? People dive deep into the oceans to catch fish and to look for pearls. Rồi, đúng nhỉ? Cái đoạn này nha. Rồi, William as a free diver in Bahamas. Rồi, William được lần đầu tiên đào tạo như một người lặn tự do là ở đâu nhỉ? As a free diver. First strand nha, first strand. Ở đây. He didn't begin serious training until anh ấy không có được tập huấn kỹ càng cho đến năm 2003 đúng chưa? Rồi, được train với ai này? Đấy. In Bahamas đúng không? Rồi. He is interested in helping animals. Rồi, anh ấy rất yêu thích cái việc là giúp cho những con vật ở đây. Thì ở đây. Back surface middle deepest. Rồi, anh ấy thích giúp những loài động vật ở đâu nhỉ? Là ở đây đúng không? He also interested in looking after the environment and protecting. Right. Hard to tell the word about headless dolphin. Right. Anh ấy có yêu động vật hay không? Tìm chỗ này. Được chưa? Rồi. I give you about 2 minutes. Yeah. Just true or false. Giờ bạn nào cũng có sách rồi ha. Bây giờ mình chỉ cần xác định cái này là true or false trên thầy thôi. Được chưa? True or false. Mình còn 5 câu nữa nha. Rồi, các bạn nào hỏi từ mới không nhỉ? Any new words? Any new words? Raise your hand to ask me or just turn on your mic to ask me. Bảo Linh có từ mới không em? Any new words? No? Okay, that's great. Rồi, để coi. Gia Hân nữa đúng không? Gia Hân. Any new word? Nothing. Nothing. Wow, well done. That's perfect. Mạnh, what are you doing, Mạnh? Are you there? Yes. Okay. Any new word there? No. No. That's great to hear. Gia Bảo, new word? No. No. Yeah, that's good. Rồi, I think you're all ready. Chắc các bạn sẵn sàng hết rồi đúng không? Và thầy gọi bạn nào? Mình sẽ cho thầy một cái câu chứng minh rằng là nó nằm cho đó và tại sao đúng hay sai nha. True or false. Được chưa? Cái gì mới rung đó nhỉ? Alright. Rồi. Gia Hứng. Yes. Number two. He spent his first 5 years on a boat. True. True. Where?
When he was 18 months old, his family sold the house and bought a boat. They went on a long trip. Finally, arriving in New Zealand when William was 5 years old. Rồi, vậy thì sống từ lúc là 18 tháng đúng không? Sau đó là từ 18 tháng. 18 tháng là từ 18, một từ, tuổi. À, là hơn một tuổi rồi, 18 tháng rưỡi. Là một tuổi rưỡi rồi đúng không? Tuổi rưỡi rồi. Ừ. Rồi, vậy he spent his first 5 years on a boat là phones chứ? Đúng chưa? Chỉ yes. Spend có 3 and a half year đúng không? 3 and a half year on a boat. Chỉ có 3 năm rưỡi trên tàu thôi đúng không? Đúng chưa? Yes. He was 18 months old. His family sold the house. Rồi, từ lúc 18 tháng này mới bán cái nhà và ở trên tàu được chưa? Phones, em nha. Yeah. Ok, rồi. Trúc Giang. Yeah. Number 3. He disliked the water when he was young. Phones. Phones. Why is phones? Sao sai nhỉ? He was also very good at diving deep down into the ocean, and by the age of 8, it was obvious there was a sport he could do. À, rồi, quên hỏi chứ. It was obvious. Obvious đây là gì nhỉ? Rồi, it was obvious là rõ ràng là. It was obvious là rõ ràng là. Được chưa? Rồi, dưới đây. It's obvious là rõ ràng là. Rõ ràng là. Yeah, it's obvious that gì đó ha. Rõ ràng là. Rõ ràng là. Được chưa? Rõ ràng là. Với đây em dịch thế này nè. It was obvious there was a sport he could do. À, lúc đó rõ ràng đó là môn thể thao mà ấy có thể chơi rồi. Giờ cái môn nặng lặn từ lúc 8 tuổi. Lặn từ lúc 8 tuổi. Được chưa? He was also very good diving deep down into the ocean, and by the age of 8 it was obvious there was a sport he could do. Rồi. Vì câu số 3 là phones. Mình phải sửa sao cho đúng nha. Là He loved the water when he was young là đúng ha. Rồi. 4. Free divers dive without breathing equipment. Rồi Gia Bảo. Phones. Rồi. Những người lặn tự do thì họ lặn không có những thiết bị đúng không? Phone, why phones? True. Những but they didn't have diving equipment to help them breathe. To help them breathe, đúng chưa? Rồi không có công cụ nào để hỗ trợ thở hết. Thì hồi đó là họ chỉ thở bằng cách là lấy hơi đúng không? Ví dụ như họ sẽ lấy hơi là khoảng 2 phút. Lặn xuống 2 phút rồi quay lên để tìm những ngọc trai, được chưa? Wow, that's so dangerous, right? Yes. Yeah, okay. Rồi, và cái này true nha. True. Free divers dive without breathing equipment in the past. Rồi, nhưng mà bây giờ là họ có rồi nha. In the past. Rồi. William first trained as a free diver in Bahamas. Thanh Hoài. Thanh Hoài. William first trained as a free diver in the Bahamas. Phones. Rồi, sai chỗ nào nhỉ? Then
We went to Italy and trained with the Italian Pioneer Academy. Rồi, chính xác. Đó là cái đoạn mà thầy cần mới biết nha. Rồi, thấy rồi. Đó, chính xác nha. We learned first trained as a free diver in Italy. Được chưa? Rồi, ok. Thank you. Hình như tín hiệu của Thanh Hoài bị kém đúng không nhỉ? Đâu rồi? Thanh Hoài bị out rồi đúng không? Hay đâu rồi? Dạ đâu có Hải. À, Thanh Hoài hãy tắt mic giùm thầy nha. Tự nhiên bây giờ thấy hơi bị ồ nha. Giọng như robot. Rồi, ok. Like a robot. Rồi, the next one. Bảo Linh. He is interested thầy in... Thầy ơi! Thầy ơi thầy! Yes, I'm here. Cái sách của con là cái sách phiên bản cũ nên mấy cái câu hỏi nó bị khác đó thầy. À, vậy hả? Ví dụ như dạ. như là Bảo Linh đọc thầy một cái câu số... Câu số cuối cùng cái nào? Là nó ghi gì nhỉ? Tanya only ever trained in water. Là cái đoạn này có giống như là ở đây thầy show không nha? Cái đoạn mà trong sách của Bảo Linh có giống như vậy không? Dạ nó hơi khác thầy. Hơi khác hả? What a shame. Dạ. Ok. Cái này là sao ta? Ở trong lớp thì các bạn học cái chung sách với nhau không nhỉ? Con sẽ mua sách ở ngoài nên nó khác. Hơi giống của cái bài này, nó cũng là khác chút hả thầy? À, wow. Ok, rồi bây giờ nếu mà như vậy thì em cứ để xem. Em hãy chụp. Nếu mà em làm bài tập về nhà thì em cứ chụp hình cái phần mà em làm nó cho nó khác cái gì em cứ đăng lên hỏi. Hoặc bây giờ em cứ hỏi những từ đó với thầy. Em nhập những từ đó ra vào nhóm trực tiếp bây giờ thầy hỏi nha. Được chưa? Yeah. Ok, rồi. Vậy thì thầy hỏi Mạnh đi nhá. Mạnh, the last one. Last sentence, he is interested in helping animals. True phones. False. Phones. Why phones? Sai chỗ nào nhỉ? He is also interested in looking after the environment and protecting wildlife. Protecting wildlife. Rồi, he hard to tell the word. Okay. Đó là cái hobby khác nha. Looking after the environment and protecting wildlife. Rồi, thì là phones. Okay. Rồi, cho thầy hỏi là trong lớp mình còn bạn nào mà học khác sách với các bạn nữa không nhỉ? Có bạn nào học còn khác sách với các bạn không nhỉ? Ngoài Bảo Linh ra. Hình như có một em á thầy ơi. Rồi nếu như cái nào mà bắt cặp thì các bạn cứ hỏi nha, thầy sẽ trả lời. Như vậy dễ, tại không thầy không cập nhật được các bạn nào học sách có giống nhau hay không. Được chưa? Rồi, thầy sẽ hướng dẫn một xíu về phần workbook nha, để mình làm xong sửa nhanh nha. Workbook unit 2. Chỗ này. Rồi, skill time reading nha, đây thêm một bài reading nữa nha. Được chưa? Đây bài reading. Rồi, đây là phần exercising ở nhà đúng chưa? Rồi, cũng là với cái format là tương tự như mình vừa làm ở sách giáo khoa đó chưa? Cái phần có màu thì cũng chọn cái title đọc và chọn true or false ở đây. À, rồi, bây giờ mình lướt sơ qua cái phần này. Any new word there? Ask me and help you do that. Harry works in a team with 14 other volunteers. Any new word? Rồi các bạn, hỏi thầy về từ mới đi nha. Từ trên xuống. Mình sẽ chuẩn bị cho cái phần tập nhà. Để giúp cái phần tập nhà này xíu nha. Let's
say Samantha. Hoặc là các bạn muốn tự làm thì sẽ để cho các bạn làm nữa nha, làm xong sửa thôi. Cho thì sửa nhanh nha. Cái phần này thì mình sửa nhanh trong 15 phút đầu. Được chưa? Rồi, còn nếu không cần thì mình sẽ quay về phần này để mình tìm cái title, best title for the reading passage. Đây. Hồi nãy mình vẫn chưa chọn cái title nha. Rồi, mình cho thầy cái title đi nè. Rồi, A, B, or C. A, B, or C. Dạ hứng. What is the best title for this article? What? What is the best title for the article? Here. I think it's B. The life of a free driver. The life of a free driver. Maybe it's correct. Maybe, yeah. I want to ask one by one. Trúc Giang, how about you? A, B, or C? Dạ, B luôn thầy. B? Mẹ. Why not C? I think, oh, the dangers of the ocean. Yeah, so dangerous there. You think C? No? Gia Bảo? B luôn. Oh, B, okay. Thanh Hoài, A, B, C. I think B. Thanh An, I want to see you answer A, B, or C. Type in A, B, or C. I see your mouth, yeah, B. I see you say that B, right? Yeah, okay. B. Bảo Linh, A, B, C. Dạ, B. B, alright. B, Mạnh, how about you? Give me your opinion. B rồi. Okay, B rồi. And the answer is... No, where is it? Come on. Show answer. Thôi cái này nó hơi lắc thì trả lời luôn nha. Đáp án là B đấy. The life of a free diver. Chính xác. The life of William Tunbridge. Okay. Rồi. Any question for today's lesson? Rồi, có câu hỏi là cứ hỏi thầy nha. Freely. Any question? If you have any question, just ask me. And then we stop here. And see you guys on Wednesday. Rồi nhớ các bạn về. Nhớ làm cái bài tập trong workbook cho thầy nha. Sau mình sửa nhanh nha, được chưa? Rồi. Any question now? Give you raise your hand if you have any question. No. We are looking at each other. We have no questions. Okay, that's great. Enjoy your night and see you guys on Wednesday. Remember to finish all your homework. Now, turn on your mic and say goodbye to each other. Goodbye. Okay, bye-bye. Goodbye. Bye-bye. See you then. Bye-bye. Yes. See you later.